Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một mẫu đàn guitar được đặt làm riêng theo yêu cầu. Vâng, và một cái dấu ấn rất đặc biệt ở trên này của khách hàng. Với cái đàn này thì khách hàng cũng không có quá nhiều yêu cầu, khách hàng chỉ cần đó là cái kích thước của thùng nó rộng hơn một chút so với những cái kích thước thông thường. Và con số thế nào thì mỗi khách hàng sẽ có một sự quan tâm khác nhau. Và một điều nữa là cần đàn nó acoustic, và khách muốn nó được rộng hơn 48 mm. Đó, có thể là khách hàng có ngón tay lớn mà sợ khi mà bấm theo cần nhỏ có thể bị chạm chẳng hạn. Với mặt trước là phổ thông, mặt cạnh và lưng là cầm vật. Một chút nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chi tiết. Vâng, khóa đàn rung bạc rất đẹp. Chúng ta thì phần ốp ở đầu cần đúng không ạ? Đó là gỗ G-code và để tự nhiên nên là nhìn cái vân nó rất là đẹp. Đó, đấy là sáng và tối là hoàn toàn tự nhiên đấy. Cái này thì khách cũng khá đơn giản thôi, phần chỉ nhựa, phần lỗ thất âm có phần khảm trai. Các bạn nhìn từ bên trong cũng thấy và đương nhiên rồi sẽ có tí chỉnh cần. Và trên cần đàn này thì khách hàng cũng muốn làm một cái điểm nhấn, đó là có về cả chấm ngăn ở trên mặt và chấm ngăn ở phần bên cạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chi tiết về gỗ cây đàn này nhé. Vâng, giờ em Lộc sẽ giúp để xoay cái đàn mặt trước đây. Mình nhìn thấy đây. Đó, chưa? Mặt cạnh. Vâng. Và mặt lưng cầm ấn của rất đẹp. Vâng. Phần chỉ viền ở đây muốn ra một cái phần chỉ viền theo cá nhân mình cảm nhận thì khá đẹp vì nó màu sẫm, màu đen đúng không? Thì nó sẫm màu nó sẽ tương đối phù hợp với cái phần gỗ cẩm này. Và cần đàn thì khách hàng cũng muốn là sẫm màu đi, thì trong chúng ta nhìn một cách tổng thể thì cái đàn nhìn trong màu sắc khá hài hòa. Vâng, và khóa từ rung bằng thương hiệu khóa cũng rất chất lượng. Dây Elixir thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được qua video, ta chỉ cảm nhận được khi mà trực tiếp cầm vào cái đàn này thôi. Vâng, và với cần đàn rộng thì với khách hàng và chúng ta có ngón tay lớn thì thực sự là rất là thoải mái để bấm mà không sợ chạm dây này sang dây nọ. Rồi chúng ta sẽ nghe lại âm thanh từng dây một. Vâng. Chơi solo một bài rồi, giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh của nó khi mà giải dây và các âm đúng không ạ? Sau đó sẽ là phần quạt trả. Sinh tương đối sạch sẽ ở bên trong. Và điểm nhấn ở phần mình có giới thiệu đúng không ạ? Phần mặt cần đàn có thể rất là rộng và phần đầu cần được khảm rất đẹp đúng không ạ? Vâng, rất đẹp. Nó kết hợp với cái phần tự nhiên của cái phần ốp gỗ này rất là đẹp. Vâng, đó là thông tin cái đàn chúng ta có thể cảm nhận được tiếng đàn của cẩm ấn đúng không ạ? Rất ấm. Đó, và đây là một cái đàn đặc riêng. Như vậy là gỗ cũng được chọn
kỹ hơn so với những cái sản phẩm mà làm theo theo lô hàng thông thường, đúng không ạ? Và khách hàng nào quan tâm đến những sản phẩm đặt làm riêng, có thể là cẩm vấn hoặc là những sản phẩm cao cấp hơn như là gì cốt hay là qua Coco Polo nữa, là một loại tên cũng rất là lạ đấy, hoặc là thấp hơn, ở cửa hàng mình cũng sẽ có, mình sẽ có gỗ điệp này, mahogany này, cẩm cườm hay là sapele, rất là nhiều các cái dòng gỗ khác nhau tùy thuộc theo nhu cầu của từng khách hàng. Đó. Đó, các bạn có thể thấy ở đây đúng không ạ, rất nhiều mẫu đàn khác nhau. Việc đặt một cây đàn theo yêu cầu nó sẽ có những điều rất đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái riêng, sở hữu riêng của chính các bạn. Vâng, và thông tin của bên mình 0936 984 989. Vâng, 0936 984 989, hoặc 087 888 4488, 087 888 4488, tại cơ sở số 2, ngõ 165 Cầu Giấy. Và các bạn, các bạn muốn qua xem các mẫu để đặt thì rất là tốt, còn các bạn không qua được thì không sao đâu, thì mình sẽ tư vấn online như khách hàng này cũng vậy. Anh thực sự anh chưa qua cửa hàng mình một ngày nào cả, và có lẽ cũng sẽ rất là khó có điều kiện anh em thể gặp nhau trực tiếp, nhưng mà vì tin tưởng nên là hai anh em vẫn tiến hành làm việc bình thường. Và điều này nó cũng hoàn toàn bình thường, vì đây cũng là cách bên mình đã làm cách đây từ những ngày bắt đầu là chục năm rồi, thì vẫn như vậy. Nó là cái sự uy tín và tin tưởng lẫn nhau để làm việc. Đó. Khách hàng nó qua trực tiếp thì đấy, rất đơn giản, rất dễ tìm. Đấy, ngay phía trước đó là bưu điện Cầu Giấy ạ. Và những ngày bưu điện họ ít làm việc thì có chỗ để ô tô thoải mái. Còn những ngày mà ngày thường đông đúc thì có thể chúng ta sẽ chỉ để một chút thôi. Và như bên trong, khách hàng đi ô tô thì bên trong có chỗ có gửi xe ạ. Dạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.